Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Vâng thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh cuối cùng. Và dĩ nhiên đó cũng là thí sinh có chỉ số giảm cân thấp nhất trong tuần. Hãy chào đón Thùy Trang. Trong rừng thì đường đá rất là gồ ghề, những con kiến to bâu vào đầy chân, cắn rất là ngứa và khó chịu, cả muỗi nữa. Còn phải dẹt cả lá cây, những cái cành cây khô, đôi khi nó còn xước ngang chân nữa. Càng lên cao thì càng cảm thấy rất rất là nặng. Đã vậy đeo trên vai một cái ba lô đầy nước trong đó, thật sự rất là đuối, nhưng mà cũng phải ráng hạ quyết tâm, phải chinh phục hết tất cả những thử thách của chương trình đề ra. Cho dù rất rất là mệt, Giang cũng cố gắng dùng gậy chống và đến những bậc cầu thang cuối cùng. Đây là thử thách tuyệt vời nhất từ trước tới nay mà Trang đã từng trải qua. Bài nhảy tuần này nói về cuộc sống của những thổ dân châu Phi. Bài này rất là nhanh, nhưng mà thể lực tuần này của Trang thấy mình đã khá hơn rất là nhiều, cho nên chị nghĩ là sẽ làm tốt bài diễn tuần này. Về đây, nha. Về đây, hai bạn hãy về đây. Em đi xa quá. Thưa các bạn, chúng ta theo dõi 8 tiết mục đầu, có những cái jazz fun này nọ cho mình thấy rõ ràng đó là jazz. Tự nhiên có một tiết mục thổ dân ra cái mọi người hoang mang, sao cái gì mà dậm không? Jazz chỗ nào? Ví dụ từ nãy giờ chúng ta ăn hủ tiếu, rồi phở, rồi bún bò Huế các kiểu, thì đây là đặc sản mà chúng tôi gọi là mắm bồ hóc. Nó là giống như là một cái môn mà ở cái vùng đó thì người ta mới phổ biến được. Nó là đến từ châu Phi, nó là Afro Jazz. Đúng rồi. Đúng không? Yes. Jazz châu Phi. Đây là cái gốc của jazz. Jazz bắt đầu từ cái thể loại này. Anh thích cái phần đầu. Lúc hai em làm cái động tác tay và động tác chân, xong anh được thấy một cái mới, cái sự dẻo của Thủy Trang lúc Quyền bẻ em qua và em bẻ cái chân qua, cái đó rất là đẹp. Sau đó anh hơi tiếc một cái mà nói là cái sự hoang dã, thì tụi em làm tốt cái phần diễn thì rất tốt, nhưng nếu mà thế loại này mình muốn thấy rõ thì cái kỹ thuật nó phải đúng hơn. Cái kiểu tụi em làm nó cũng máu lửa nhưng mà nó chưa đã, nó phải bùng nổ nhiều hơn nữa để cho nó đúng jazz châu Phi. Và một cái nữa, mấy cái động tác, mấy cái bước trong cái bài này nó khá là đơn giản, chỉ là bước, bước. Nhưng nếu mà mình làm cái đó, mình phải mở cái chân ra và nhún xuống sâu hơn nữa. Nè, Quyền em chỉ đi, plie. Đó, nó phải là như vậy. Cái bài này đúng là cái gốc jazz, thì anh muốn thấy cái gốc jazz và anh không được thấy cái điều đó. Cảm ơn John rất là nhiều. Anh Đàm, anh nghĩ sao? Lúc đầu thấy tiết mục ra cũng hoành tráng thiệt ha. Dạ. Yeah. Và trang phục chuẩn bị mọi thứ. Đặc biệt là Trang là cái người anh rất là yêu quý, rất là thích.
Trang giống như chị hai của cả cái chương trình này rồi. Đó, em lo cho tất cả mọi người. Khi mà có một lần hình như là em xém ra đi thì mọi người rất là tiếc. Nu còn nói tiết mục này hay rồi, hay quá. Lúc mà gần cuối thì anh thật sự là nó một vài cái em bị căng thẳng. Có những vài cái động tác nó quên, nó không được đều so với lại Quyền. Nó chưa đẩy đã lên để giống như những cái tuần trước mà em vẫn đã làm, nó gây kích thích rất là nhiều người. Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ. Mời Nu. Đây là một bài khá là mạo hiểm. Theo như Nu được biết, bạn là một diễn viên. Nhưng mà vì bạn đã quyết định mạo hiểm như vậy, cho nên rằng là đôi khi có những phản ứng ngược lại. Nu cũng không hiểu tại sao. Có lẽ là do cái thể loại này đòi hỏi quá khó. Cũng mong là bạn hiểu, đôi khi bạn đã quyết định hướng đến những cái điều nó khó khăn như vậy thì cũng phải đối mặt được với những cái góp ý trái chiều. Dù gì cũng phải thật hoan nghênh vì bạn cũng đã có một cái tinh thần cho hết mình như vậy. Cảm ơn Nu rất nhiều. Thành ra được cái điều nó như thế này. Đó là trước đó 8 tiết mục kia quá xuất sắc nên cái cảm giác người ta chỉ muốn hơn thôi. Vâng thưa quý vị, đó cũng chỉ là những nhận định thôi. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là những cái sự phấn đấu của Thùy Trang quý vị cũng đã có thể thấy được rồi, phải không ạ? Và nếu như quý vị khán giả có những ý kiến riêng cho rằng ban giám khảo sẽ có thể lựa chọn họ là tiết mục xuất sắc nhất tuần, chúng ta soạn tin nhắn BN khoảng cách 09 gửi về 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Rồi, em cân nhé. Cân nặng cũ của bạn là 82,7kg, cân nặng hiện tại là 82kg, có nghĩa là bạn giảm được 700g, tương đương với 0,8%. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.